À, kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bình Định Giáo Yêu. Thì ngày hôm nay em ghé thăm chị Loan nè. Không biết chị Loan ăn sáng ăn trưa giờ chưa chị Loan? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Ăn rồi. Hàng ngày là chị ở đây hả? Rồi cứ đi ở đây vậy nè. Đi lanh quanh thôi hả? À, lanh quanh vậy thôi. Chứ không có. Mà sao có nhà chị không ở mà chị đi lưu linh vậy? Thôi, nhà để chứ thằng em giữ rồi. Không hợp tính hả? Không hợp tính. Thành thử ra hẻo lánh ở đây thì cũng quen rồi. Ở đâu quen đó quen mà đó. Ở ngủ nghỉ địa mà bà không sợ ma nha quý vị nha. Với lại bà không có thấy ma luôn. Không thấy luôn đúng không? Không, không thấy. Mà tới ngủ không thấy bóng ma trắng trắng luôn không? Không, không thấy gì hết. Ghê quá vậy. Chắc em ngủ không thấy luôn á. Vậy bây giờ chị cho em ngủ lại không? Thì cho ngủ lại cũng được. Nói nha, nói là làm đó. Canh em ngủ à. Ngủ nằm giọng ngủ à. À, em ngủ đó, chị ngủ dầm dưới hả? À, nhiều lúc chị ngủ ngoài kia ngoài cái thềm ngoài chứ. Sợ bả lâu á. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống trong dòng nước chàm cò đông, quê hương biết bao mùa nước lớn. Anh ở bên này ngó về bên kia, em xem thấy cây mồng vàng, nếu gặp giữa đường mãi như làm quen. Ngày mới quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh dạm sóng cò, chuyện ngày xưa đôi tình em gái nhỏ mà năm tháng xa nhau còn sống nhớ không còn. Em như cánh chim dệt mộng tương phùng, mùa xuân không hẹn đến cho cuộc tình dằn dặt một mùa đông. Không có em đất trời như băng giá, nắng sớm mưa chiều lòng lạnh cô đơn. Em ở nơi nào sầu gửi muôn phương, hỡi cô nhân người trời xa có thấu. Thiên anh đi rồi sao em còn thương nhớ, em đang cúi mặt lau dòng nước mắt tới đây xin tạ từ. Oh, hay quá ta. Bữa nay thằng Tiên đi tới hát hay à. Bây giờ chị lấy mì ăn đi, chắc chín rồi, lấy vài củ ăn đi. Vài củ ăn định quay chứ mình định ăn mình không, định em không ăn đâu. Để chị ăn, nó mua ăn cho chị ăn. Kêu mình định ăn cũng chưa ăn. Thì kiếm này đổ nước sạch chứ. Đổ nước sạch rửa của mày cũng còn nước sạch chứ. Đổ đây chứ còn kiếm đổ gì nữa. Kiếm để đựng nhiều lúc xài cái khác nước sạch mà uống nước sao. Còn tiết kiệm luôn hả? Tiết kiệm để dành luôn trời. Phải tiết kiệm chứ. Mỗi lần sách là mệt hả? Mỗi lần sách xa lắm, nước cực lắm. Nước này thì sách gần. Đứng đó đi rồi chị. Lấy đu đổ cái. Lấy đu đổ. Nhanh lên nắng em nè. Con gái được hơi quá. Được hơi quá hả? Em là công tử mà. Chắn con gái thứ mát quá trời luôn. Trời ơi, nó ngon quá. Muốn ăn ghê luôn quá vậy. Thì kêu Bình Định ăn, không chịu ăn. Một ký có 15 ngàn mà quá trời đồ vậy mà bà nó mắc. Nghĩ sao vậy? Nhiều lúc rắp ra hết để nông nước nha. Ừ, rắp ra hết nó nhão hết trơn không kìa. Cũng không có nhão đâu. Nãy đáng là vớt sớm mà nhão lắm rồi. Tại chị á. Đó. Chứ mắc ca hát. Mắc ca hát trong đó mà. Vớt ra hết rồi ăn đi. Trời ơi nó nhão rồi. Rục quá trời chín luôn. Chín rồi. Trời nó chín. Sao chuyện lá tay chị bóp? Hơi nóng lắm. Cũng biết luôn hả? Cứ vậy á. Chứ cứ vậy á. Trời ơi quá trời luôn. Rồi ngon rồi đó. Vậy á. Ăn trưa luôn đó. Để vậy cái để vậy cho nó nguội đi. Bình Định không ngồi ăn thử đi. Không, em ăn đâu, chị ăn đi. Chị ăn đi, chị đem vô nhà đi. Cái chị nhóm củi hâm đồ ăn cái. Chứ không nhóm củi hâm đó, để cho ngồi á. Để nó cũng lên hả, cần gì hâm nữa. Nhắc cái này xuống á. Ừ. Chị nhóm củi hâm cái nồi đồ ăn cái. Chứ còn chút còn hâm hai bịch đó nữa. Kêu Bình Định ăn, không chịu ăn. Ơi, của mày ngon vậy, không chịu ăn. Bình Định khó ăn quá. Chứ ăn đâu có hết đâu. Bình Định này khó ăn quá, kêu ăn không chịu ăn. Giờ là hâm đồ ăn hả? Hâm đồ ăn. Nó để nhảy trái cái bắt cái này lên.
bắt cái này lên để đó cái một chút, hâm hai bịch đó nữa là xong, cái xế xế qua cái nấu cơm cái là xong. Tao vừa đó em coi có gì chậm à, thật ra có xà bằng nè trời ơi, để cái thùng bằng chứ đâu có gì đâu, thật ra sạch xà bằng á. Rồi được rồi đó, để nó chín là được rồi đó. Tự vô mang mì đi, tự nó cháy chứ khỏi còn khỏi, tự nó cháy nha chứ khỏi mày nấu toàn tự nó cháy thôi đi, tự nó cháy khỏi cần khỏi đó đi. Mày nấu có một lần rồi, mày đâu có chanh đâu. Cái hầm hai cái bịch đó, cái chảo đó. Cái chảo đó, hầm cái chảo đó. Vô kìa. Củ mì ngon lắm. Củ mì ngon để nguội cái ăn. Để ăn nguội. Nóng nó mới ngon. Hả? Ăn đi, lấy củ ăn đi. Biết rồi mà đều... để nguội ăn chứ. Để nguội ăn. Sao mình định không ăn? Thôi ăn đi. Đâu. Thôi. Hả? Ăn cho biết cái giờ hả mặn. Chắc mặn đó, chị bỏ muối quá. Hả? Trời mà em nghĩ mặn á. Hả? Mặn đó. Không, không mặn. Mặn. Mặn không? Không. Không mặn. Em thấy chị bỏ muối quá trời mà. Thì bỏ muối vậy chứ không mặn. Ăn nó bùi không? Dẻo bùi. Không? Ngon hả? Bùi. Ngoài nó ở nhưng mà trong dẻo lắm. Vậy hả? Ừ. Ngon lắm. Thử đi. Em chịu thử. Thử đi. Mặn mặn gì vậy? Mặn mặn gì hả? Ừ. Mặn mặn mà kêu con thử. Sao cái xà beng của chị đâu rồi? Hả? Cái lách của chị đâu rồi? Lách nước yến đâu rồi? Chị đeo trong tay cái dục hả? Lọt đâu trong đó chị chưa kiếm. Lọt đâu trong đó không biết. Lọt đâu trong cái ống như trong cái đó đó. Chưa kiếm. Chứ đâu. Là trưa nay ăn củ mì với chế mì tôm ăn. Ăn củ mì với chế mì tôm ăn. Chiều mới nấu cơm, bữa nay làm miếng nấu cơm hả? Bữa nay không có nấu cơm. Ăn mì tôm nó nhanh đói lắm. Thì nhanh đói mà đều nhiều lúc chất đạm quá rồi đó. Cũng không có đói. Tết ở đây chắc người ta giải mã đồ đông hả chị? Đông. Tết ra người ta giải mã rồi, người ta có cho tiền gì không? Người ta có không, bánh kẹo cho không? Rồi, cho bánh kẹo, cái này kia. Bữa nào gần Tết chị lau mấy cái mã trước của nhà chị nè. Lau một hai cái cho nó sạch. Biết không? Có lau. Mà chắc Tết năm nay chắc không có người xuống đâu. Tại vì nó sẵn rồi. Vậy hả? Người ta không xuống. Còn mà kiểu như người ta người xuống. Người ta đi tả mộ chứ. Nhiều lúc người ta xuống, người ta đốt nhang, người ta đi về. Mà có hồi, người ta xuống có hồi, có mới mã đầu tuốt lên Biên Hòa đó. Có nằm ta xuống, có nằm ta không có xuống. Nhiều lúc hổm người ta có xuống rồi, người ta thấy. Sập cỏ đồ đỡ á. Dạ. Tết nó có xuống. Xa quá mà tuốt lên Biên Hòa. Hồi xưa chị cũng ở Biên Hòa mà. Có ở Biên Hòa. Hồi xưa chị điều trị bệnh tâm thần ở Biên Hòa mấy tháng đó quý vị. Hay đó. Ba đợt hả? Mỗi lần 2-3 tháng hả? Ba đợt. Vô đó có bạn bè gì không? Người già không à. Người già không hả? Người già đáng tuổi bà già chị không à. Ở y như dưỡng lão à. Mà ở đó chị thích thích hơn hay ở ngoài đó thích hơn? Thôi ở ngoài y như vậy một mình vậy thích hơn. Ngoài này vui hơn hả? Vô trọng cũng vậy. Tới giờ 8 rưỡi, 9 rưỡi, 7 rưỡi cái nó thả ra. Thả ra uống thuốc ăn cũng, hả? Tỉa cây làm cỏ cũng y như vậy nè. Vậy hả? Chứ nó không có cho ở cái ông nằm hoài. Nằm hoài nó không có cho. Có coi được coi tivi không? Không. Không có tivi luôn hả? Có hồi cũng cho coi tivi mà có hồi không có cho. Kêu vô trong phòng nhốt luôn á. Dạ. Mỗi người một giường hay sao? Hay ngủ chiếu? Mỗi người một giường. Có khi mà không chịu là gần y như tình mẹ với con ruột rà này kia giang ra. Kẻ ở dưới đất người ở trên giường nhốt riêng ra nè. Ở trong đó có ai quấn lộn không?
À, có ngồi thì nó cũng quýnh. Nhưng thấy giặt thì vậy thì cũng quýnh. Thì cái, hay là mấy người bệnh nhân quýnh hay là... À, bệnh nhân quýnh á. Cái trên căn phòng xuống mấy người bệnh á, xin phòng quýnh hỏi gì. Thấy à, này kia đi lấy đồ, không biết đi lấy đồ quýnh. Vậy á. Là có chữ lộn không? Thấy không. Không hả? Không có chữ lộn. Thế là thôi. Thế là bắt cái người quýnh á, trói lại lên giường. Trói lại lên giường, găng tay vậy nè. Yeah. Trói lên giường. Cũng y như phạt, y như quỳ gối. Vậy hả? Đi học phổ thông mà. À, không thuộc biết không? Ừ. À, không biết á, quỳ gối. Dạ. Là người ta chứ không phải chị hả? Không, không phải chị. Phụ nữ mà cũng quýnh lộn luôn hả? À, đó quýnh lộn. Trong nói mấy bà già cũng bị vậy hả? Không có con cái hay sao ở trong đó? Bà già ít lắm. Chị hả? À, mấy người thùng thồn á, mấy người mạnh á. Sồn á, tầm 50 năm mấy hả? À, đó, mấy người thùng thồn á, mạnh á biết không? Chứ người già thì người ta dưỡng lão thì không có. Trong đó người ta có ồn ào hoài phá không? Không, không có. Người ta có la hét gì không? À, không có la nữa. Hét. La hét là trên văn phòng xuống. Thì xuống bắt hả? À, xuống bắt phạt hả? À, xuống bắt á. Kiểu như người ta nói là thần kinh hay tâm thần gì đó, biết không? Không có nghe. Xuống bắt lên giường phạt cột á. Rồi, lâu lâu ở đấy có đoàn từ thiện tới cho đồ không chị? Không. Không có người nhà mình đi thăm nuôi không à. Ở trong đó mình có được quyền giữ tiền để mình ăn vặt mà mua đồ canh tinh không? À, người nhà gửi tiền vô là chút là y như gần gửi lên lột hết. Lột con nào không ai. Ủa lột hả? Ghê vậy hả? Ờ, cũng lột y như chiều cũng lột cái đồ ăn chè ăn cháo đồ trên xuống ăn chè ăn cháo vậy. Ừ. Chứ hồi nào không ai mà đều giấu cho khéo chứ không phải lột hết. Vậy hả? Ừ. Là ai lột? À, thì ở chung nhà nè, y như trọ chiều thả ra vô chơi á. À, là không ai tiền như... có khi mắc giáo kỵ không giáo kỵ là mắc hả? Tại vì uống thuốc Karime á, thành thử ra ngủ không có biết. Không có hay hả? Ờ, không có hay. Dạ. Chứ không phải tư nhân y như hoạt động ngày hai cử, chỉ uống ngày hai cử hoạt động dài. Ừ. Đó. Nó y như kiểu như nó thiệt hại, nó làm cho mình liệt đó, đúng không? Ừ. Ừ. Em thấy chị ra là chị vui hơn á. Có tụi em quay rồi chị nói chuyện vui nữa. Nên đó là thiệt hại cho mình yếu bớt, đúng không? Ừ. Không có cho để mình... cho mình thuốc ngủ nhiều để mình ngủ nhiều hả? Ờ đó. Ở đây em thấy chị ít ngủ nè. Ít ngủ lắm. Chứ trên đó em thấy mọi người uống thuốc thì vô ngủ luôn á. Khỏi hoại. Ờ đó. Cứ ngủ có ngồi ngủ không biết gì hết á. Ngủ không biết gì hết trơn. Không biết gì hết trơn. Mà bây giờ ở ngoài đời đó chị ngủ ngày mấy tiếng? Có ngồi trưa có ngồi chị ngủ được, có ngồi 2 tiếng. Có tối có ngồi chị ngủ cũng được. Tối chị ngủ tới mấy giờ? 4 giờ sáng vậy hả? Có ngồi 4 giờ sáng chị dậy. Có ngồi có khi sáng không có làm gì hết, chị ngủ tới 7-8 giờ cũng chừng. Dạ. À. Thì tối tầm mấy giờ? Tối tầm nhiều lúc 7:30, 8:30 gì á. Ngủ sớm vậy? Có hồi nhiều lúc chị ca hát tập tuần, nhiều lúc 9:30. Là chị tự hát một mình vậy hả? Đó, tự hát đưa giọng hát vậy hả? Đưa giọng hát vậy. Trời ơi. Hát mình vậy. Vui quá vậy hả? Hình như Phi có bữa Phi chị mới ngủ. Là không có điện thoại cứ ngồi hát nhớ nè bài nào hát bài nói vậy. Ờ đó. Rồi ngêu ngao rồi đưa giọng rung đùi hát. Ờ đó, với rồi, mình vậy à. Rồi có anh nào tới hát nghe hát cùng không? Không, không có. Sao không rủ anh nào đi? Thôi. Rủ anh nào tâm sự cho nó vui. Thôi. Nhiều lúc mình đơn chiếc nó quạnh quẻ, nhiều lúc anh nào... Anh nào anh hốt hả? Thôi, sợ lắm. Hay là chờ ông lão xuyên xích về. Tôi biết đâu. Ăn gì đâu, có một củ mì mà ăn nãy giờ chưa xong. Thì từ từ ăn, nói chuyện hoài mà. Nói chuyện hoài mà. Củ này ngon, dẻo ngon. Dẻo ngon hả? Ừ. Gần nhà chị đó. Ừ. Chị bán bên trái á. Ừ, củ này ngon á. Mình nuôi nhiều quá trời. Con ký mà nhiều cái gì? Nhiều chứ. Ăn hết ngày hôm nay tới tối hết nha, đừng có bỏ ngày mai khô quá. Biết không? Thôi bà ăn thấy tội không quý vị, mà cũng hiền dễ thương. Nhiều khán giả nói chị dễ thương lắm.
nói chuyện dễ thương mà hiền chân chắc thật thà nữa. Có tiền cất kỹ kỹ nha, giáo dưới đất á, chôn dưới đất á. Chứ để làm bà mẹ đó người ta giật, chị bỏ làm hai ba chỗ á, chứ đừng có để một chỗ lỡ nó mất là mất hết à. À, biết rồi. Nhiều lúc á, chị đi đó đi đây, chị không có đem bên mình, đâu có biết đâu khảy đâu. Không có đem bên mình đâu biết. Thì tiền đâu của nó thì đem bên mình đó, chị mua cái kim bấm gì đó. Rồi chị bỏ vô cái túi, chị bấm lại. Mà chị đâu có nhiêu tiền đâu, cao lắm thì vài triệu luôn cùng mà. Đó. Bữa nay mua két sắt cho chị nha. Mà chỗ đó đâu có được xây nhà đâu, quý vị đâu có được xây tạm tạm ở đâu. Nên là bà ở bốn bên là trống vậy nè. Có tài sản gì ai vô lấy cũng mất thôi. Lỡ mà chị đi người ta lấy mì tôm của chị sao? À, đó. Hồi xưa giờ có mất mì tôm rồi chưa? Không. Chắc không ai lấy đâu ha? Chưa. Mì tôm gạo rồi phải có, chỉ có mì tôm gạo rồi ấy rồi thôi. Dầu ăn, nước mắm, lạp xưởng. Nhiêu ra là đủ ăn Tết rồi đó. Chỉ còn thiếu bánh kẹo thôi. Chị thích ăn bánh kẹo gì? À, giờ biết đâu nói. À, có gì dụng đó chứ tôi biết. À, dạ không đòi hỏi hả? Không. À, năm Tết năm rồi chị đi mua đồ bánh kẹo đồ trộn á. Là 70.000 ký cái. Chị mua nửa ký cũng thật là nhiều. Một bọc á. Vậy hả? À, ở đây Tết. Đóng vô thừa. Vậy hả? À, chị cứ đồ giấy đóng vô thừa nè. Ghê vậy? À, chị mua rồi hả? Mua rồi. Đâu luôn, gửi em coi. Chứ chị ở đâu rồi, sợ ma? Bây giờ em đi về. Hả? Em sợ ma lắm, em dám ở đâu. À, chứ chị ở này 2 năm nay rồi. Em ngủ giọng chưa ngủ ngay chỗ cái mảng cầu đó. Chừng nào cứ vợ cho chị hai nha. Ok. Mai mốt lên nha. Ok. À, mốt chừng nào cứ vợ cho chị hai nha. Ok. À, nghĩ biết sao em bây như tảnh biết không? Mà chị có đi không mà chị hỏi? Đây chứ sao, nhiều lúc em đã nhiều lúc nhà hàng, nhiều lúc sao không đi? Chứ sao bữa con gái chị em cưới chị em đi mà em mà chị đi? Gái chị nhiều lúc nó còn ba, nhiều lúc gửi ít món đồ nhỏ nhỏ thôi chứ. Không, gửi món đồ nhỏ nhỏ thôi chứ. À, chúc khán giả năm cũ bước qua năm mới được nhiều ý đẹp. Là tiền tài danh vọng càng càng nhiều. Tiền vô như nước sông nè, tiền ra nhỏ giọt như cà phê đen. Cảm ơn. Thì em biết lọc cái đó. Sao mình này hay quá. Hay vậy, chị mới hay, chị mới giỏi đó. Tìm gái quá trời luôn.